Chung cùng với lớp bùn đây này các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng rửa từng chút khủng long qua cái thao nước này để đánh bay lớp bùn và tìm hiểu xem đó là khủng long gì nha các bạn. Nào bắt đầu thôi. Wow, đây là một chút khủng long Spinosaurus các bạn ơi, một chút khủng long Spinosaurus màu cam nhìn rất là đẹp luôn. Wow, đặc điểm của loài này là có cái vây trên lưng các bạn, giống một chú vây cá, cái vây cá nha. Hàm răng thì rất là sắc nhọn, hai chân trước thì rất là ngắn, hai chân sau thì rất là to, chứng tỏ nó chạy rất là nhanh nha các bạn. Đuôi dài giúp giữ thăng bằng trong quá trình chạy đó các bạn. Wow, chú khủng long Spinosaurus màu cam rất là đẹp nha. Wow, đây không phải là một chú khủng long mà là một chú báo gấm các bạn ơi. Đúng như tên gọi của nó các bạn, nó có những cái hoa văn rất là đẹp như một tấm gấm vậy. Wow, một chú báo gấm rất là đẹp nha. Đây là một loài báo leo cây rất là giỏi nha các bạn. Nó chuyên săn các con mồi và tha lên cây đó các bạn. Wow, nhìn rất là đẹp nha. Và ở đây chúng ta có một con cheetah các bạn, bị một con sư tử hạ gục rồi kìa các bạn, quá mạnh. Wow, thế hệ chúng ta có một loài khủng long gì mà có vây rất là đẹp nha các bạn ơi. Thì ra đây là loài khủng long Stegosaurus nha các bạn. Đặc điểm của khủng long Stegosaurus là có hai dải vây lưng nè các bạn. Wow, và cuối phần đuôi của nó có bốn cái gai nhìn rất là đẹp nha. Đây là một chú khủng long Stegosaurus màu xám với những cái vây màu đỏ nhìn rất là đẹp luôn. Wow, nhìn rất là cực kỳ đẹp luôn nha. Wow, Stegosaurus khổng lồ với những chiếc gai nha các bạn. Thank you.
con chú khủng long Ankylosaurus các bạn ơi. Đặc điểm của loài Ankylosaurus này là nó có một cái lớp da rất là dày nha các bạn. Lớp da của nó một gai trên lưng này các bạn, kéo dài cho tới phần đuôi và đuôi của nó dẹp nha các bạn. Wow, chú khủng long Ankylosaurus cực kỳ đẹp luôn. Với lớp da dày như thế này thì các loài khủng long ăn thịt rất khó để có thể cắn xuyên qua nha các bạn. Chú khủng long Ankylosaurus màu xanh với một dải màu cam trên lưng cực kỳ đẹp nha. Wow, lần này không phải là khủng long mà là một chú voi châu Phi các bạn ơi. Một chú voi cực kỳ to nha, hai cái lỗ tai như hai cái quạt khổng lồ các bạn. Hai chiếc ngà màu trắng rất là nhọn luôn và một cái vòi rất là dài và linh hoạt nha các bạn. Vòi của voi dùng để nắm bắt các loại trái cây và những cái cành cây trên cao đó các bạn. Wow, như là một chiếc trên như là tai của người hoạt động vậy. Một chú voi cực kỳ to nha, có thể nặng lên đến 5 tấn nha các bạn. Đây là một loại voi châu Phi khá là to lớn các bạn. Đây là một loại châu Phi như các bạn, quá to luôn chứ. Wow, một chú khủng long Brachiosaurus màu cam các bạn ơi. Một chú khủng long Brachiosaurus cổ dài nha. Đuôi của nó cũng rất là dài, bốn chân thì rất là to. Một chú khủng long rất là to nha các bạn. Có khối lượng lên đến 30 tấn nha. Thì với kích thước và khối lượng rất là lớn, nhưng mà đây là một chú khủng long hiền lành ăn cỏ nha các bạn. Wow, một chú khủng long Brachiosaurus màu cam nhìn rất là đẹp luôn. Brachiosaurus của chúng ta đây rồi. Wow, đây là một chú cổ dài rất là to luôn. Wow, tiếp tục là chú khủng long Spinosaurus nha các bạn. Tự nhiên đây là chú khủng long Spinosaurus màu đỏ đen nhìn rất là đẹp nha. Cái vây đặc trưng của loài khủng long Spinosaurus này các bạn, trên lưng này hai chân trước thì rất là nhỏ nha, hai chân sau rất là to và cái đuôi nhìn rất là dài dùng để giữ thân bằng lúc chạy đó các bạn. Loài Spinosaurus là một loài ăn thịt cực kỳ hung dữ nha các bạn. Một chú khủng long cực kỳ hung dữ nha. Wow, nhìn rất là đẹp. Loài Spinosaurus đang đánh nhau với con hai của công ty Spinosaurus nha. Wow, tiếp theo phải là khủng long mà là một chú hươu câu cổ các bạn ơi. Một chú hươu câu cổ màu vàng với những đốm màu đỏ nhìn rất là đẹp luôn. Chiếc cổ rất là dài dùng để ăn những cái lá cây trên những cành cây cao đó các bạn. Bốn chân cũng rất là dài luôn nha. Một chú hươu câu cổ màu vàng với những cái đốm màu đỏ nhìn cực kỳ đẹp luôn. Những chú hươu cổ lão đánh nhau với những con voi cổ là dè rất là đẹp. Cũng không xin nha, chú hươu cổ cũng đẹp luôn. Wow, tiếp theo là một chú khủng long không khủng long gì mà có cái sừng rất là dị dạng nè các bạn ơi. Thì ra đây là khủng long Parasaurolophus nha các bạn. Đặc điểm của là khủng long Parasaurolophus là nó có một cái sừng mọc ngược ra phía sau này các bạn. Wow, cái đuôi rất là dài luôn nha, chân rất là to, chiếc tổ nó chạy bằng hai chân sau và giữ thân bằng bằng đuôi đó các bạn. Wow, chú khủng long Parasaurolophus màu xanh cực kỳ đẹp luôn. Đây là loài khủng long có kích thước tương đối lớn nhưng nó rất là hiền lành và nó ăn cỏ nha các bạn. Nó chuyên sống thành bầy đàn để bảo vệ lẫn nhau đó các bạn. Thằng làng chim màu gần Parasaurolophus nha, quả hết to và rất là ngầu luôn, những loài chạy khá là nhanh. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú dê núi nha các bạn. Không phải là một chú khủng long mà là một chú dê núi rất là ngầu nha. Nó có chùm râu rất là đẹp nè các bạn. Hai cái sừng mọc ngược về phía sau này. Chú dê núi này có khả năng leo trèo ở những địa hình rất là thẳng đứng nha các bạn, như là đồi núi và vách đá được các bạn. Chúng đi lại rất là dễ dàng như là một đường băng luôn nha các bạn. Chúng leo trèo rất là giỏi nha. Một chú dê cực kỳ ngầu luôn. Qua đây mình có cả một con dê núi hay gọi là linh dương Antelope rất là to. Wow, lần này một chú khủng long Ankylosaurus các bạn ơi. Đặc điểm của loài Ankylosaurus là nó có một cái lớp da như một cái áo giáp vậy các bạn, rất là dày và cứng luôn. Trên lưng nó có những cái gai này các bạn, kéo dài cho tới phần đuôi của nó hình dẹp như thế này nè các bạn. Wow, chú khủng long Ankylosaurus cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Các loài khủng long khác muốn cắn xuyên qua lớp da này rất là khó nha các bạn. Wow, nhìn rất là ngầu luôn. Ankylosaurus khổng lồ các bạn, có thể thấy được khủng long nó có màu xanh lá. Wow, lần này là một chú khủng long Brachiosaurus màu vàng và có một cái đầu màu đen nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Một chú khủng long Brachiosaurus cổ dài với cái đuôi cũng rất là dài nha. Bốn chân thì rất là to và nó có khối lượng lên đến 30 tấn nha các bạn.
Tuy nó có khối lượng rất là lớn và kích thước khổng lồ nhưng mà nó rất là hiền lành nha các bạn. Nó là một loài khủng long chuyên ăn cỏ và sống theo bầy đàn nha. Nhìn nó to lớn thế này thôi nhưng nó rất là hiền. Một chú khủng long Brachiosaurus màu vàng với cái đầu màu đen nhìn rất là đẹp luôn. Wow, đây là khủng long của loài Brachiosaurus nha các bạn, quá là ngầu luôn kìa. Wow, chú hà mã đang há miệng rất là to nè các bạn ơi, nhìn rất là đáng sợ nha. Những chiếc răng nanh lồi lõm của nó kìa các bạn. Wow, tuy chú hà mã này nhìn có hơi lùn nhưng mà nó rất là nặng nha các bạn. Wow, bốn cái chân của nó rất là ngắn ngủn nhưng rất là dễ thương nè các bạn. Wow, chú hà mã này có thể là nó 1 tấn nha, lớp da thì cực kỳ dày luôn. Hà mã như thế này thì rất khó ai có thể là đối thủ nó ở đầm lầy nha các bạn. Ở đầm lầy hà mã là chúa tể ở đầm lầy nha, không ai có thể chống lại hà mã ở đầm lầy đâu. Wow. Các bạn là những con hà mã rất là to để còn giấu nhỏ. Wow, chúng ta có một chú khủng long rất là nổi tiếng ở đây nè các bạn ơi. Đây là chú khủng long Tyrannosaurus Rex hay còn gọi là khủng long T-Rex, khủng long bạo chúa đó các bạn. Chú khủng long bạo chúa màu đỏ với những cái vằn màu đen nhìn rất là đẹp nè các bạn ơi. Hai chân trước nhìn ngắn ngủn rất là buồn cười nè các bạn. Hai chân sau thì rất là to nha, chạy cực kỳ nhanh và chiếc đuôi giữ thân bằng rất là tốt đây. Hàm răng thì cực kỳ sắc nhọn nha. Đây là một chú khủng long ăn thịt cực kỳ tàn bạo và không bao giờ tha cho con mồi nha các bạn. Một chú khủng long bạo chúa màu đỏ đen nhìn rất là đẹp. Tyrannosaurus khổng lồ đang đánh nhau với một con khủng long khổng lồ các bạn. Wow, tiếp tục một chú khủng long Brachiosaurus các bạn. Tuy nhiên chú khủng long Brachiosaurus này có màu rất là đặc biệt, nó có một màu đỏ và từ phần đầu tới phần đuôi của nó chạy dọc theo là một cái chuỗi màu đen nha các bạn, một cái dải màu đen nhìn rất là đẹp luôn. Chú khủng long Brachiosaurus có cái cổ rất là dài, đuôi cũng rất là dài, bốn chân thì rất là to nha, thân hình thì rất là to lớn và nặng luôn, nó có thể nặng lên 30 tấn đó các bạn. Tuy nó nặng như thế và rất là to lớn như thế nhưng nó là khủng long ăn cỏ cực kỳ hiền lành nha. Brachio các bạn có thể thấy một khủng long cổ đại và nó tiếp theo chúng ta có một chú khủng long có ba sừng rất là đẹp nè các bạn ơi, một chú khủng long ba sừng Triceratops nha. Wow, sừng nó đang hai cái sừng lớn đang chỉ ngồi phía trước nè các bạn, cái sừng thứ ba nằm ở mũi đây này, nó nhỏ hơn rất nhiều. Chú khủng long ba sừng cực kỳ đẹp luôn, ở cổ nó có một cái vây mọc ra như là một cái tấm lá chắn rồi các bạn, nhìn như là một cái quạt đang xẻ ra vậy. Wow, nhìn lớp da thì biết rất là dày rồi, trên lưng của nó có những cái gai mỏ nhọn một chạy dài cho tới đuôi luôn nè các bạn. Kích thước của loài này có thể rất là lớn và khối lượng có thể lên đến 5 tấn nha các bạn. Một chú khủng long ba sừng Triceratops màu đen nhìn rất là đẹp nha. Đồng ý với anh chị Terrino 25 nha các bạn. Wow, lần này một chú khủng long bay các bạn ơi, một chú khủng long bay thằng lằn sắm Pteranodon nha các bạn. Đây là loài thằng lằn sắm bay chuyên săn mồi theo bầy đàn và rất là máu lạnh và thông minh nha. Chúng săn mồi bằng cách bay bằng tốc độ cao từ trên cao, bay vút xuống và gấp lấy con mồi nha các bạn. Đây là một chú thằng lằn sắm Pteranodon màu xanh đương nhiên đang dương cánh rất là rộng các bạn ơi, nhìn rất là đẹp luôn. Tiếp theo chúng ta có một đối thủ đến từ họ nhìn linh chủng như các bạn. Một con tinh tinh khổng lồ màu đen, một con tinh tinh nhìn rất là đẹp như một con kinh công với các bạn, nhìn rất là ngầu luôn. Không, ở đây mình có cả một con gorilla khổng lồ, một con tinh tinh và nó là rất là các bạn chưa kìa. Wow, một chú khủng long Massacasaurus nha các bạn. Đặc điểm của loài khủng long Massacasaurus là nó có những cái gai chạy từ trên đầu tới tận phần đuôi luôn các bạn. Wow, một chú khủng long Massacasaurus màu vàng và có một cái màu cam lên lưng nhìn rất là đẹp nè các bạn ơi. Wow, nhìn cực kỳ đẹp luôn nha. Hai chân trước thì rất là ngắn, tuy nhiên hai chân sau thì rất là to, đuôi rất là dài nha. Chứng tỏ nó chạy bằng hai chân sau và giữ thân bằng đuôi rất là tốt đó các bạn. Wow, một chú khủng long Massacasaurus thật rất là đáng sợ nha. Hàm răng nó rất là sắc nhọn nha các bạn. Wow, Massacasaurus khổng lồ các bạn, ngầu chưa kìa. Đấy, nhìn nó to quá nha. Chúng ta tiếp tục với một chút khủng long
ba sừng các bạn ơi, một chiếc khủng long ba sừng màu vàng xanh nhìn rất là đẹp luôn. Ba chiếc sừng như này nè các bạn, hai chiếc sừng lớn và một chiếc sừng nhỏ nha. Trên cổ của nó có một cái vây đang xè ra nè các bạn, như là một tấm lá chắn sống rồi các bạn. Wow, phần trên lưng của nó thì có những cái gai một dạng chạy dài hết xuống lưng tới đuôi luôn nha. Thân hình thì rất là to lớn, da thì rất là sần sùi. Có thể thấy khối lượng của loài này rất là lớn nha, có thể lên đến 5 tấn nha các bạn. Một loài khủng long ba sừng cực kỳ đẹp. Oh, stay with the run, ngồi với tao với khủng long và theo dưới nó hai bên em vừa đúng chuyện. Wow, 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 bị dồn vào một nóc luôn các bạn. Luôn. Wow, loài khủng long gì mà có màu sắc kỳ đẹp các bạn ơi. Đây là một loài khủng long có tên là Parasaurolophus nha các bạn. Đặc điểm của loài Parasaurolophus là nó có một cái sừng mọc ngoài các bạn. Con Parasaurolophus này có một màu hồng và những cái đốm màu xanh dương nhìn rất là đẹp luôn. Tuy kích thước của con này khá là lớn nhưng mà nó là loài khủng long ăn cỏ rất là hiền lành nha các bạn. Hai chân trước khá là ngắn nha, hai chân sau rất là to. Wow, đuôi thì rất là dài, chạy rất là nhanh nha các bạn. Đây là loài khủng long chuyên sống theo bầy đàn nha các bạn. Quá đẹp luôn kìa các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa các bạn. Wow, là một chú khủng long Marsiacasaurus khác nha các bạn. Đây là một con khủng long Marsiacasaurus có màu vàng cam. Một con khủng long khác với con lúc nãy nha các bạn. Wow, một chú khủng long Marsiaca có những cái gai chạy dọc từ trên đầu tới đuôi luôn nè các bạn ơi. Những cái gai nhỏ trên lưng nhìn rất là đẹp luôn. Hai chân trước ngắn nha, hai chân sau to và đuôi thì rất là dài, chạy rất là nhanh. Đây là loài khủng long có thể đối đầu trực tiếp với loài khủng long bảo chú đó các bạn. Nó không ngán bất kỳ một đối thủ nào đâu. Một chú khủng long Marsiacasaurus cực kỳ đẹp luôn. Marsiacasaurus này là một cá sấu khá là to lớn và khủng long quá. Wow, một chú khủng long Triceratops màu đỏ đen cực kỳ các bạn ơi, đẹp cực kỳ bạn ơi. Hai cái sừng lớn đang chỉ ở phía trước này, một cái sừng nhỏ ở mũi này. Trên cổ nó có một cái là tấm vảy như một tấm lá chắn rồi các bạn. Thân hình thì rất là đồ sộ nha, màu sắc thì rất là đẹp, có màu đỏ, một dải màu đen chạy từ phần cổ tới phần đuôi nha. Một chú khủng long Triceratops rất là đẹp nha các bạn. Wow, nhìn rất là đẹp luôn. Wow, loài động vật gì mà dị dạng thế này các bạn ơi. Cùng tìm hiểu xem đây là loài động vật gì nha. Wow, thì ra là một chú bạch tuộc khổng lồ các bạn ơi. Một chú bạch tuộc khổng lồ với vô số những xúc tu đáng sợ nha. Những chiếc xúc tu này dùng để bám vào những cái nơi cần di chuyển và bắt những cái con mồi đó bạn, siết chết những con mồi luôn. Wow, một chú bạch tuộc cực kỳ đáng sợ luôn nha các bạn. Nhìn xúc tu của nó mà xem, rất là nhiều xúc tu luôn. Oh, wow, ở đây mình có gì đây? Bạch tuộc khổng lồ đánh nhau với những con deno đi chết và tên nó Wow, một chú khủng long Deinonychus nha các bạn. Một chú khủng long cực kỳ đặc biệt luôn. Nó có hàm răng rất là sắc nhọn. Hai chân trước thì có móng vuốt rất là sắc nhọn nha các bạn. Hai chân sau thì có những cái móng quạp nhìn rất là đáng sợ nè các bạn ơi. Cái đuôi rất là dài nha. Và nó có phần lông phía sau đầu nó nhìn rất là đặc biệt nè các bạn. Wow, một chú khủng long Deinonychus màu xanh cực kỳ đẹp luôn nha. Đây là loài khủng long tuy kích thước nhỏ nhưng rất là đáng sợ nha các bạn. Nó chạy rất là nhanh luôn và săn mồi theo bầy đàn nha. Deinonychus của chúng mình rồi các bạn. Nhìn ngầu siêu kỳ các bạn. Wow, thế chúng ta có một chú hổ khổng lồ các bạn ơi. Một chú hổ màu cam với những cái sọc màu đen nhìn rất là đẹp luôn. Bốn cái nanh nhìn rất là nhọn nữa các bạn. Một chú hổ khổng lồ với thân hình rất là săn chắc, cuồn cuộn cơ bắp nha các bạn. Đuôi thì rất là dài luôn nè. Hổ được xem là động vật chúa tể săn lâm đó các bạn. Nhìn rất là ngầu luôn. Rất là nhiều chú hổ lao lên cắn nhau với T-Rex các bạn. Hai bên này rất là quyết liệt luôn nha. Wow, thì các bạn nó đang cắn chặt một con hổ và nhấc lên thì luôn đánh con nhỏ quá trời. Wow, chúng ta tiếp tục có thêm một chú khủng long ba sừng khác các bạn ơi. Con này là con Triceratops nha các bạn. Con Triceratops này có ba cái sừng trên đầu này các bạn, hai sừng nhỏ, hai sừng lớn và một sừng nhỏ nha. Trên cổ nó thì có một cái vây xòe ra như cái quạt này các bạn. Wow, thân hình thì rất là to lớn, da thì rất là sần sùi nha, có lượng thì rất là lớn luôn. Một chú Triceratops màu xanh cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Wow, Ankylosaurus đánh nhau với Triceratops mà hai quạt. Wow, bị Ankylosaurus đánh một phát bay luôn. Wow, là khủng long gì mà có màu sắc rất là đẹp nè các bạn. Đây là con Grilophosaurus nha các bạn. Đặc điểm của con Grilophosaurus là trên đầu nó có một cái vảy nè các bạn.
Hàm răng thì rất là sắc nhọn nha. Đây, nó mở răng ra rồi nè các bạn. Wow, nhìn đáng sợ chưa? Hai chân trước thì có những móng vuốt rất là sắc nhọn nha. Hai chân sau rất là to khỏe. Đuôi thì rất là dài, chạy thì rất là nhanh và giữ thăng bằng bằng đuôi đó các bạn. Wow, sau lưng nó có những cái gai rất là ghê luôn các bạn ơi. Và những cái đốm màu đen nhìn rất là đáng sợ nữa. Đây là con khủng long Grilophosaurus ăn thịt cực kỳ đáng sợ nha các bạn. Oh, Grilophosaurus các bạn. Wow, nhìn ngầu chưa kìa các bạn. Đây là Grilophosaurus nha. Wow, lần này không phải là khủng long mà là một loài động vật ăn cỏ rất là hiền lành các bạn ơi. Đây là một chú bò màu cam rất là đẹp các bạn. Một chú bò màu cam với những cái hai cái sừng màu xanh lá rất là đặc biệt nha. Thân hình to lớn và rất là lực lưỡi như các bạn. Một chú bò cực kỳ đẹp luôn. Một chú bò tây. Wow, lần này là một chú báo đốm nha các bạn. Một chú báo đốm màu vàng và những cái đốm màu đen nhìn rất là đẹp luôn. Chiếc đuôi rất là dài, thân hình thì rất là săn chắc và to lớn nha. Đây là loài báo chạy rất là nhanh nha các bạn. Có thể nói là nhanh nhất trong tất cả các loài động vật luôn đó. Wow, có những cái răng nè, một rất là bén nè các bạn. Đây là loài báo chuyên chạy với tốc độ cao và giữ kỷ lục với tốc độ trong thế giới động vật nha các bạn. Cheetah chạy rất là nhanh luôn, không biết là con gì nó đang đuổi nó các bạn. Rất là ít con hoa là có thể bắt được con báo này. Wow, là một chú khủng long Canosaurus các bạn ơi. Một chú khủng long Canosaurus màu xanh. Và từ phần đầu cho tới đuôi của nó là một dải màu đỏ nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Loài Canosaurus có đặc điểm đặc trưng là nó có hai cái sừng nhỏ một chéo như thế này nè các bạn. Wow, chiếc đuôi rất là dài nha. Hai chân sau thì rất là cơ bắp lực lưỡng to lớn luôn. Chứng tỏ nó chạy cực kỳ nhanh luôn các bạn. Hai chân trước thì nhỏ xíu nhìn rất là buồn cười luôn. Loài Canosaurus này rất là tàn bạo nha các bạn. Nó săn mồi ăn thịt và nó không ngán bất kỳ một khủng long nào đó các bạn ơi. Kể cả là khủng long bạo chúa luôn nha. Wow, lần này là một chú cua khổng lồ các bạn ơi. Một chú cua khổng lồ màu xanh nha. Chú cua biển khổng lồ này có 8 cẳng 2 càng nhìn rất là đẹp nè. Màu xanh nhìn rất là đẹp luôn. Hai càng của nó thì có hình như là có màu đỏ rất là đẹp như hai chiếc kéo khổng lồ với các bạn. Nhìn qua cái thế là nó kẹp rất là đau và rất là sắc bén luôn nha. Wow, chú cua khổng lồ với cái tướng như thế này thì có thể săn được cả những loài cá lớn luôn nha các bạn. Nhìn rất là đẹp nha. Wow, chú khủng long nhìn một kích thước lớn quá các bạn ơi. Cùng tìm hiểu xem là chú khủng long gì nào. Wow, đây là một chú Indoraptor các bạn ơi. Nó rất là to luôn các bạn. Nhìn hàm răng của nó mà xem rất là nhọn luôn. Và sau lưng của nó có những cái gai sần sùi mọc nè các bạn. Và những cái lớp vảy màu vàng nhìn rất là sợ nha. Chiếc đuôi thì cực kỳ dài. Hai chân trước thì rất là to và có móng vuốt sắc nhọn nha. Hai chân sau có những móng vuốt cực kỳ to và móng vuốt nó đang hơi cong lên nè các bạn. Nhìn rất là đáng sợ luôn. Wow, một chú Indoraptor cực kỳ là đáng sợ các bạn ơi. Màu đen nha. Indoraptor là một loài khủng long săn mồi cực kỳ đáng sợ. Tuy kích thước không lớn nhưng nó rất là xảo quyệt và rất là thông minh nha các bạn. Wow, nó chạy cũng cực kỳ nhanh. Indoraptor kìa các bạn, có thể thấy được đây là khủng long Indoraptor của mình nha. Phải nói là quá đẹp luôn. Nhanh luôn. Wow, là để chúng ta có một chú hươu sừng tấm các bạn ơi. Một chú hươu sừng tấm màu cam với những cái hai cái sừng rất là đẹp các bạn. Cái sừng của nó nhìn như là một cái bàn tay vậy các bạn ơi, một rất là đẹp luôn. Chú hươu sừng tấm màu cam cực kỳ đẹp luôn nha. Oh wow, một con mui hả? Không, đây là con nai sừng tấm sừng lá các bạn. Wow, một chú khủng long Pentaceratops rất là lớn các bạn ơi. Một chú khủng long Pentaceratops cực kỳ đẹp luôn nha. Nó có một màu đỏ và những cái sọc đen nhìn rất là ngầu luôn. Đặc điểm của loài Pentaceratops là nó có hai cái sừng lớn và một cái sừng nhỏ nè các bạn. Một cái vây ở chỗ cổ như là một cái tấm lá chắn mà các bạn. Wow, bốn chân rất là to và đều có móng vuốt nha các bạn. Wow, chiếc đuôi thì khá là nhỏ nhưng mà thân hình thì rất là to lớn. Nhìn qua thì có thể thấy nó nặng lên khoảng 8 tấn nha các bạn. Chú khủng long Pentaceratops cực kỳ đẹp màu đỏ đen luôn nha. Pentaceratops khổng lồ vậy các bạn, thấy to chưa kìa. Wow, nhìn nó bự quá trời nha. Wow, đây thì chúng ta có một chú khủng long Ginosaurus các bạn ơi. Chú khủng long Ginosaurus này có đặc điểm là trên đầu cho tới phần đuôi nó có những cái gai mọc lên đó các bạn, nhìn rất là đáng sợ nha. Da của nó nhìn giống như một con cá sấu rồi các bạn. Hai chân trước thì rất là nhỏ nhưng vẫn có móng vuốt nha. Hai chân sau thì rất là to, dùng để chạy rất là nhanh nha. Đuôi thì rất là dài, giữ thăng bằng khi chạy rất là tốt.
đây là một loài khủng long ăn thịt cực kỳ nguy hiểm nha các bạn. Wow, con Ghenosaurus nha. Ghenosaurus khổng lồ luôn. Wow, ở đây các bạn thấy con khủng long quá là to lớn luôn kìa đấy chưa. Wow, đây là loài khủng long gì mà có hình hài rất là dị dạng các bạn ơi. Thì ra đây là con khủng long Dilophosaurus nha các bạn. Đặc điểm của loài Dilophosaurus là nó có hai cái mang ở trong mỏ đó các bạn, nó phồng ra kìa, nhìn rất là đẹp luôn nha. Wow, như là hai cái quạt vậy, cái mang này nhìn rất là đẹp luôn. Wow, một chút khủng long Dilophosaurus màu xanh, có đuôi cực kỳ dài, hai chân của nó có móng vuốt nha các bạn, chạy rất là nhanh luôn. Wow, chút khủng long Dilophosaurus màu xanh. Oh, wow, Dilophosaurus các bạn. Wow, nhìn nó đẹp quá trời nha. Nha. Wow, chú khủng long gì mà có hình hài thật là kỳ dị các bạn ơi. Nhìn móng vuốt của nó mà xem cực kỳ dài luôn. Thì ra đây là chú khủng long Therizinosaurus các bạn. Đặc điểm của loài khủng long Therizinosaurus này là hai tay của nó mỗi tay đều có ba cái móng vuốt mọc ra rất là dài, rất là sắc luôn nha các bạn. Wow, nhìn móng vuốt của nó mà xem này. Wow, cực kỳ sắc nhọn và dài nha. Hai chân của nó thì rất là khỏe và cũng có móng luôn nha các bạn. Cái đuôi thì cực kỳ dài luôn. Đây là một chú Therizinosaurus có màu xám nha các bạn. Và phần sau lưng của nó cũng có một dải màu cam nhìn rất là nổi bật luôn. Thì có hình hài rất là hầm hố, nhưng đây là một loài khủng long ăn cỏ nha các bạn. Wow, lạ chưa? Therizinosaurus lao vào đánh nhau với Ankylosaurus đang bị màu xanh chặn lại các bạn. Hai bên đánh nhau rất là quyết liệt luôn nha. Đấy, nhìn ngầu. Wow, là khủng long gì mà có cái vây lớn thế này các bạn ơi. Thì ra đây là khủng long Dimetrodon nha các bạn. Đặc điểm của loài Dimetrodon là nó có một cái vây rất là lớn, có hàm răng rất là nhiều răng nhọn và nó như một chú thằn lằn đang bò đấy các bạn. Wow, đây là một chú Dimetrodon có vây màu cam nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Wow, chú đuôi cũng rất là dài nè, nhìn rất là đặc biệt luôn nha các bạn. Wow, đẹp chưa?